Rồi, hello chào các bạn ạ. Điện ngàm đi Linh báo có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Trước đây mình đã có những bài chia sẻ với các bạn về tình trạng phân lô bán nền ở thành phố Bảo Lộc. Trong một thời gian dài, nơi đây đã bùng lên những cơn sốt đất. Sau khi báo chí người ta phản ánh, chính thức ngày hôm nay thanh tra Bộ Xây dựng đã vào cuộc rồi các bạn. Để ngày nay mình chia sẻ với các bạn một số cái nội dung để cho chúng ta nắm thêm những cái thông tin nữa. Trước những phản ánh về tình trạng phân lô bán nền ở Bảo Lộc, Bảo Lâm, thanh tra Bộ Xây dựng vừa hỏa tốc đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng gửi báo cáo trước ngày 6 tháng 12. Hôm nay là ngày 29 tháng 11 các bạn. Như vậy tỉnh Lâm Đồng chỉ còn thời gian 7 ngày để hoàn thiện các báo cáo gửi cho thanh tra Bộ Xây dựng. Để mình chia sẻ với các bạn một số thông tin như thế này. Ngày 29 tháng 11, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, thanh tra Bộ Xây dựng có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng liên quan đến tình trạng phân lô bán nền ở Bảo Lộc, Bảo Lâm thuộc tỉnh này. Cụ thể, thanh tra bộ đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổng hợp tình hình và báo cáo bằng văn bản theo các nội dung báo chí phản ánh về tình trạng phân lô bán nền diễn ra tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Trước đó, báo chí đã phản ánh có tới 100 dự án đã và đang thi công các hạng mục và chào bán rầm rộ. Cũng theo phản ánh, những dự án bất động sản trái phép đang rầm rộ thi công là những đại dự án có diện tích hơn 10 ha, thậm chí 41 ha. Ngoài ra, có tình trạng một số dự án bất động sản thực hiện không đúng quy định, sẽ đầu chè để phân lô bán nền tràn lan trong thời gian qua, vi phạm nghiêm trọng về kinh doanh bất động sản. Ha, các bạn thấy không? Đó, phân lô bán nền tràn lan, đất chưa được quy hoạch. Để một số người người ta sẽ như vậy thì cầu cái gì các bạn? Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng trở thành điểm nóng về nạn phân lô bán nền trong thời gian qua. Hồi tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ hiến đất mở đường phân lô tách thửa tại phường Lộc Phát để phục vụ công tác điều tra liên quan đến sai phạm về công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn. Ngày 11 tháng 10, thanh tra Lâm Đồng cũng đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc trong công tác quản lý sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Theo đó, thời gian qua, việc các hộ gia đình cá nhân tự đầu tư hạ tầng nhằm mục đích phân lô tách thửa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc có diễn biến phức tạp. Đặc biệt là trên các trang mạng xã hội có rất nhiều thông tin quảng cáo về các dự án bất động sản, nhưng thực chất là do một số đối tượng môi giới bất động sản tự đặt tên và đăng tin quảng cáo nhằm thu hút người mua. Thực tế các dự án này không được cấp phép. Các bạn ạ, báo rưỡi chính quyền nằm ở đâu đau các bạn ạ. Trước đó, trong nhiều báo cáo, Bộ Xây dựng nhấn mạnh đến việc vẫn còn các bất động sản, dự án bất động sản chưa đủ hồ sơ pháp lý, không đủ điều kiện kinh doanh vẫn được giao dịch, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, đồng thời gây mất trật tự an ninh xã hội. Bộ Xây dựng cho rằng các địa phương cần có biện pháp quản lý, ngăn chặn việc phân tách phân lô bán nền tại các khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng, tăng cường kiểm soát các hoạt động, các sàn giao dịch bất động sản, các tổ chức cá nhân hành nghề môi giới bất động sản, chấn chỉnh hành vi mua bán trao tay nhiều lần, thổi giá, gây nhiễu loạn thông tin thị trường bất động sản. Đó, các bạn thấy chưa? Mình chia sẻ với các bạn một số hình ảnh. Đây là những hình ảnh của thành phố Bảo Lộc. Những cái đồi chè rất đẹp các bạn. Những hình ảnh này nó các bạn là quý như vàng. Những cái đồi chè này á, mình biết cách khai thác vẫn tạo ra tiền các bạn. Thứ nhất là riêng cái đầu chè này nó làm ra tiền là không nói. Nhưng mình biến những cái đầu chè này thành những cái điểm tham quan du lịch là nó rất bền bỉ và lâu dài.
khách du lịch người ta đến mục đích người ta tham những cái đầu chè, những địa phương nào có những cái phong cảnh gì hay, những cái gì độc lạ đặc biệt, nó mang tính chất thiên nhiên á, người ta rất là thích. Chứ không phải người ta lên đây người ta tham những cái đầu bây giờ nó bạc trắng ra như thế này, mọc lên lơ thơ vài cái nóc nhà, ai đến đó để làm gì các bạn? Bởi Lộc nổi tiếng nhất những cái đầu chè rất là đẹp các bạn. Bây giờ các bạn nhìn lại hình ảnh nó như thế nào nè các bạn nè. Đây, hồi xưa là những cái đầu chè, bây giờ người ta mua hết rồi các bạn. Mua xong người ta ban, người ta ủi. Những cái này là trái phép hết các bạn. Tại vì đất này là đất rừng, chưa quy hoạch lấy đất ở. Người ta mua xong người ta đổ đất, người ta cài, người ta ban, người ta ủi, người ta phân lô ra người ta bán. Ở đây người ta phân lô ra rồi các bạn này. Các bạn nhìn thấy nó thật là lôm côm, thật là đáng tiếc các bạn. Một thành phố rất là đẹp, một thành phố nên thơ, một thành phố có những phong cảnh sau này có thể biến thành những địa điểm du lịch. Bây giờ nó không còn như ngày trước nữa, tan hoang hết rồi các bạn. Đó thì qua cái bài này mình có một vài ý mình chia sẻ thêm với các bạn như thế này. Nó tình trạng phân lô bán nền diễn ra trên rất nhiều địa phương của cả nước. Ở đâu có đường cao tốc đi qua, ở đâu có những phong cảnh đẹp, ở đâu nghe có thông tin các đại bàng hoặc là các cái tập đoàn lớn bất động sản về người ta làm dự án á, thì những cái đội quân làm bất động sản người ta đổ về địa phương đó, người ta san đất, sau đó rồi người ta cài, người ta ban, người ta ủi, người ta làm hạ tầng trái phép. Thậm chí những cái tên dự án người ta đạt, những cái tên không có thật. Tại vì một dự án phải được nhà nước phê duyệt và anh có những cái tiêu chí của nó, chứ không phải là ưng là đặt dự án là dự án đâu các bạn. Cài cũng ban ủi ra là cũng phân là dự án, tung tin trên mạng bán rầm rộ trong một thời gian rất là dài. Nếu như chúng ta quản lý không chặt chẽ, vài năm sau chúng ta nhìn lại những cái phong cảnh đẹp của địa phương nó bị băm nát hết, nó tan hoang hết các bạn. Quy hoạch cũng nát bét hết. Tại vì mục đích của cái việc mà phân lô bán này là để phục vụ cái lợi ích của một cái nhóm người nào đó, chứ không phải phục vụ chung vì cộng đồng, vì sự phát triển chung của thành phố. Một dự án như bạn biết muốn triển khai là phải thực hiện trên một cái nền tảng chung là cái quy hoạch tổng thể của thành phố, của tỉnh. Từ quy hoạch 5.000 rồi đến quy hoạch 2.000 rồi đến quy hoạch 500, nó phải nằm trong một cái quy hoạch tổng thể quốc gia được chính phủ phê duyệt. Một cái dự án như bạn biết là phải xây dựng đầy đủ cơ sở pháp lý, kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng thoát nước, điện đài, rồi những cái dịch vụ công cộng để phục vụ sinh hoạt cho người dân, điện, đường, trường trạm, những siêu thị, chợ búa, nó phải đầy đủ để phục vụ cho một bộ phận dân cư là không phải đầy đủ như vậy các bạn. Bây giờ chúng ta làm như thế nào là chẳng khác gì mạnh ai nấy làm, cài ban ủi, xẻ đồi bạc núi, làm tan nát hết những cái phong cảnh đẹp. Một thành phố phải được quy hoạch bài bản. Thậm chí nhiều địa phương người ta tổ chức thi kiến trúc, ví dụ như đợt vừa rồi Hà Nội là tổ chức thi kiến trúc quy hoạch hai bên bờ sông Hồng, hoặc là thi kiến trúc những cái cầu. Đà Nẵng mình cũng có một thời gian thi kiến trúc những cái cầu và quy hoạch hai bên bờ sông Hàn. Quy hoạch kiến trúc xong rồi phải công khai cái đó ra và lấy ý kiến của người dân nữa các bạn, chứ không phải dừng lại tới đó đâu. Phải làm một cách bài bản như vậy thì chúng ta mới có sự phát triển hài hòa, vừa bảo vệ thiên nhiên nhưng mà vừa tôn lên cái vẻ đẹp của thành phố. Cái quỹ đất của chúng ta phát triển làm sao phải có dự trữ cho sau này nữa, chứ không mà cứ cài cứ ban ủi cuối cùng để hoang hóa như vậy mất tất cả. Nếu chúng ta làm không bài bản, không lấy ý kiến sâu rộng của người dân á,
làm theo ý chí của những người lãnh đạo, hoặc là làm tự phát, hoặc là chính quyền buông lỏng quản lý, thì vài năm sau những bạn biết cái quy hoạch của chúng ta làm rất là khó, tại vì lúc đó chi phí đền bù của chúng ta tăng lên rất là cao. Ý thứ hai mình chia sẻ với các bạn, một lần nữa chúng ta thấy chính quyền địa phương của chúng ta rất là lỏng lẻo, buông lỏng quản lý. Sau này thanh tra vào cuộc thế nào cũng có những sai phạm ở đây, cũng có người bị kỷ luật, nặng hơn nữa có người sẽ ra vành móng ngựa. Bài học của Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận vẫn còn nắm hậu đó, nhưng mà dường như không khiến những người lãnh đạo ở một số địa phương không biết sợ là gì, không biết nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình để quản lý đất đai làm sao cho nó tốt, làm sao cho nó đúng quy định của luật pháp. Hay là nhiều khi nó có lợi ích nhóm ở đây, nói ra có khi là mấy ông nói ông nói càng thôi chứ bây giờ bằng chứng ở đâu, thì ông hỏi bằng chứng thì mình thua. Có việc này đi sau lưng chạy chột gửi sao chứ sao mình biết được răng trưng bài bằng chứng được. Bằng chứng hay không thì bây giờ cảnh sát điều tra vào tri mới ra chứ mình người dân biết mình nói vậy thôi chứ. Nhiều anh hỏi ngược là ông nói cạn thôi chứ ông nói có bằng chứng không, ông không có bằng chứng truy ngược là mình là vô khống. Mình nhiều khi là dân mình nói bị thất thế cho nó các bạn. Bởi là cái là lầm quan là có gan có thép là như vậy đó, miệng là to lắm, mình cãi không có lại họ đâu. Nhiều khi thấy vô lý các bạn ạ. Mình sửa nhà hay là mình làm nhà, mình đổ xe đất xe cát xuống là thế nào, cái nguyên cả đoàn quân xuống phạt đình chỉ, làm như cái chi luôn. Còn những dự án này nói các bạn là xe pháo nó chạy cả ngày cả đêm, làm ầm ầm, thi công trái phép, rồi cũng đang trên mạng phương tiện thông tin để chúng bán đất trái phép mà cây là chính quyền không biết, như chính quyền Nam Đào. Tình trạng này cái dài đó bạn, là cuối cùng báo chí nó vào cuộc tiền mới ra lẻ, chứ không thôi chứ cũng ầm cả làng luôn chứ có ai làm được gì với ảnh đâu. Ôi nói bạn, ngày nào chúng ta còn có kiểu như thế này, còn có cơ chế cũ không thay đổi, có cơ chế bào bán, thì người đứng đầu điều hành của một địa phương nó vẫn như thế này, khó thay đổi lắm các bạn. Vẫn còn đó là những tình trạng thờ ơ vô cảm, buông lỏng quản lý. Bởi vì ông không phải dân bào lên cho nên ông đáo sợ dân. Tóm lại là như vậy thôi, rất là đơn giản các bạn. Khi nào mà tôi bào ông lên thì ông phải có trách nhiệm ông làm. Còn bây giờ là ông quan hệ người này người kia, quy hoạch xong rồi ông lên chức nó ông ngồi làm gì làm, rồi cũng năm năm sau ông tìm đường này đường kia, rồi ông cũng tợ vị đó. Còn không được nữa thì có khi là quy hoạch lên, hay là chạy qua cửa này cửa khác, chạy làng vàng cuối cùng cũng lên chức thôi các bạn. Rồi thế nào rồi mà ông trúng cử ra nghe. Nghe đâu đợt vừa rồi là mình cũng bàn thảo làm thí điểm nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm chủ tịch đó. Mình nói bạn hơi chức danh đi mà làm không khéo không cẩn thận mà không có cơ chế giám sát quyền lực là mình nói bạn mấy ông cũng giống như ông tướng ông vua ông vùng đó. Bình thường một chức là đã to rồi, bây giờ hơi chức gục là một là ông giống như ông vua câu cũng thôi chứ khác nhưng mà có. Mình phải có cơ chế giám sát, cơ chế kiểm soát quyền lực như thế nào. Chứ một vùng một cõi quyền lực tập trung như vậy, không ai quản lý, không ai kiểm soát, coi chừng mọi thứ còn đi theo cái chiều hướng xấu nữa. Điều quan trọng nhất là cơ chế kiểm soát. Thế còn bây giờ mình nói làm như vậy vẫn gọn bộ máy, bớt cái này bớt cái kia thì mình thấy nó cũng đúng. Nhưng mà quan trọng nhất kiểm soát như thế nào, chứ không là sẽ sinh ra chuyên quyền độc đoán đó các bạn. Chuyên quyền độc đoán thì hậu quả như thế nào thì các bạn nhìn là lịch sử các bạn thấy hết rồi đấy.
Rồi, ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.